Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã quay xong cho em cái bài 5.1 của đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái bài 5.2. Người ta yêu cầu các em như sau: em xem các cái hình ở hình số 6 này, ABCD sau đây và cho biết trong một trường hợp đó hai đường thẳng AB có song song với nhau hay không, vì sao? Đó nào. Thì bây giờ thầy chỉ các em cái cách kiểm tra ở câu A nha. Nghĩa là chúng ta sử dụng một tính chất thôi. Tính chất ở trong cái bài số 5 về cái tiêu đề clip. Như vậy thì nếu như mà AB song song ấy thì chúng ta kết luận là gì? Hai góc soi trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau và hai góc trong cùng phía bù nhau. Thì ở đây người ta đã cho em số đo này. Ở đây nó có rất là nhiều cách kiểm tra các em nha, có rất là nhiều cách kiểm tra. Thông thường thì thầy sẽ chọn cái cách đó chính là soi trong hoặc đồng vị nó bằng nhau cho nó dễ. Ví dụ ở đây nó có hai cách này. Cách thứ nhất, thầy kiểm tra soi trong thì thầy sẽ tính cái góc ở đây. Dù thầy ký hiệu đây góc B1, đây góc B2. Thì các em thấy B1 và B2 nó sẽ là kề bù. Thầy lấy 180 độ trừ ra thì ra được góc B2 đây. Mà các em biết rằng góc B2 và góc cái góc ví dụ đây là góc A1 đây, thì anh B2 với góc A1 này vị trí soi trong. Nếu em tính lấy 180 độ mà trừ ra, mà ra ở đây vẫn là 144 độ, mà hai này ở vị trí soi trong thì chứng tỏ A với B này sẽ song song với nhau. Còn nếu các em không thích tính B2 đây thì các em sẽ tính thầy góc A2 ở đây nha. Thầy tính A2 mục đích là A2 với B1 này là đồng vị này. Thầy tính ở đây lấy bằng cách là lấy hai này kề bù này. Nó có hai cách, thầy đang trình bày hai cách thì các em chọn cách nào thì các em chọn. Các em hiểu nào? Như vậy thì các em lấy 180 độ trừ cho 144 độ thì ra được cái góc A2 này, chắc chắn là bằng 36 độ. Thì các em thấy A2 với B1 này sẽ bằng 36 độ thì hai góc này ở vị trí đồng vị thì chúng ta kết luận AB này song song với nhau. Các em chọn một trong hai cách các em nhé. Chỗ thầy đang có mưa rào nên nó hơi ồn xíu em. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ chọn cách soi trong đây, thầy tính B2 nha. Được không nào? Như vậy thì ở đây câu A này ta có này. Căn B1 cộng B2 sẽ bằng 180 độ. Ở đây các em mở ngoặc ra, đây là kề bù. Các em hiểu chưa nào? Nên từ đây chúng ta suy ra ở đây chúng ta tính B2 bằng cách lấy 180 độ trừ cho góc B1 sẽ bằng 180 độ trừ đi cho 36 độ thì chắc chắn sẽ bằng 144 độ. Đó. Do đó cái anh A1 sẽ bằng cái anh B2 và bằng 144 độ. Mà hai góc này ở vị trí gì? Hai góc này ở vị trí soi trong. Ở vị trí soi trong. Không. Nên A sẽ song song với B. Vậy thôi. Hiểu chưa? Đó. Còn game đồng vị thì game tính ở đây. Mà soi trong thì game tính ở đây. Còn không thích nữa thì tính B2 A2 luôn. Là game sử dụng là trong cùng phía bù nhau cộng lại bằng 180 độ. Vậy thôi. Hiểu không? Các em có hiểu không? Rồi, ok, tiếp tục. Ở đây cái hình B này. Hình B thì ở đây thầy ký hiệu đây là B1 đây. Ở đây em thấy này. Ở đây thầy tính ở đây A1 đi. A1 với góc ở đây A2 đi. A1 với A2 là gì? Đối đỉnh này. Anh đây 35 thì anh đây cũng sẽ 35. Chứng tỏ B1 bằng A1 bằng 35 độ mà hai vị trí là gì? Đồng vị này. Đồng vị thì chúng ta kết luận là hai này sẽ song song với nhau. Hiểu chưa nào? Ta đi sang là câu B này. Ở câu B này chúng ta không cần phải tính toán gì cả, mà tại vì nó đã bằng nhau sẵn rồi. Ta có A1. Ta có A1 thì bằng A2 bằng 35 độ. Ở đây mở đơn là đối đỉnh. Chỉ việc ghi như thế này là giáo viên sẽ hiểu thôi. Được chưa? Mà chúng ta có cái anh B1 sẽ bằng anh A1 sẽ bằng 35 độ ở vị trí đồng vị ha. Hai góc này ở vị trí đồng vị nên A sẽ song song với B. Đó. Ok chưa? Các em hiểu thì nó rất là dễ các em. Còn không hiểu thì nó cũng hơi khó, đúng chưa? Mà thầy nghĩ những vấn đề này rất là dễ, tại vì nó có số liệu. Cái vị trí góc của nó cũng dễ hình dung hơn.
Chúng ta sẽ đi sang ở câu C em nhé. Ta đi sang câu C em. Ở đây em thấy là cái góc B này á là bằng 50 độ. Ví dụ ta ký hiệu đây là B1 đi. Ở đây chúng ta cần tính thầy góc ở đây là A1, ở đây A2. Chúng ta thấy A1 và A2 ở đây là gì? Kề bù. Kề bù nên các em lấy 180 độ trừ cho 130 độ ra thì cái anh này chắc chắn sẽ bằng 50 độ. Mà cái anh B1 sẽ bằng A1 bằng 50 độ, mà hai vị trí này là vị trí góc gì đây các em? Đồng vị. Đồng vị nên là A sẽ song song với B. Hiểu chưa? Ở câu C này, ta có A1 cộng A2 sẽ bằng 180 độ. Ở đây chúng ta ghi là kề bù. Nên từ đây chúng ta suy ra góc A1 sẽ bằng 180 độ trừ cho A2 sẽ bằng 180 độ trừ cho 130 độ sẽ bằng 50 độ. Được chưa? Đó. Do đó cái anh A1 sẽ bằng góc B1 sẽ bằng 50 độ. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Đồng vị nên A sẽ song song với B. Được chưa? Hiểu không? Rồi, tương tự như vậy chúng ta kiểm tra ở câu cuối cùng, câu D. Ở đây em thấy chắc chắn là chúng ta phải sử dụng trong cùng phía này. Giả sử ở đây chúng ta ký hiệu đây góc B1, đây góc A1 đi nha. Thì em thấy hai góc này cộng lại 55 độ và cộng với 115 độ thì nó có mới 170 độ thôi em. Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía. Trong cùng phía thì đáng lẽ bù nhau. Nghĩa là tổng số đo của hai góc này cộng lại phải bằng 180 độ. Thì khi đó chúng ta kết luận AB này sẽ song song với nhau. Nhưng ở đây các em thấy B1 cộng A1 nó chỉ bằng là 170 độ thôi. Nên ta kết luận là hai anh này sẽ không song song với nhau. Hiểu chưa? Nhưng mà thì ở đây ta có này. Câu D. Ta có ở đây cái góc A1 cộng góc B1 bằng 155 cộng cho 55 độ thì bằng có 170 độ. Cứ đúng chưa nào? Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía nên A và B nó có song song game à? Không song song. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay em 2 bài 5.3 và 5.4 nha. Chúc em học tốt, bye bye.